Xin chào, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong video ngày hôm nay. Ở video này thì mình sẽ cập nhật về tình hình cũng như là tiến độ mới nhất của dự án xây dựng cầu Phước Long nối quận 7 với huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh. Trên màn hình của quý vị và các bạn đó chính là tuyến đường Phạm Hữu Lầu nối đường Huỳnh Tấn Phát quận 7 với đường Nguyễn Hữu Thọ, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh. Dự án xây dựng cầu Phước Long mới thì bắc qua giặt Phú Xuân, quận 7 và huyện Nhà Bè được thi công bằng nguồn vốn của ngân sách nhà nước. Công trình này thì được thực hiện từ năm 2019 nhưng đã phải tạm dừng thi công vì vướng công tác giải phóng mặt bằng và bố trí tái định cư. Do phát sinh chi phí giải phóng mặt bằng, dự án này đã được điều chỉnh tăng vốn đầu tư từ gần 398 tỷ đồng lên 748 tỷ đồng. Trong đó thì chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng và di dời hạ tầng kỹ thuật từ 166 tỷ đồng lên 515 tỷ đồng. Hiện nay thì lưu lượng phương tiện lưu thông trên cầu Phước Long cũ tương đối lớn và thường xuyên xảy ra tình trạng ùn ứ vào các giờ cao điểm. Cho nên thì việc xây dựng cầu Phước Long mới sẽ nhằm giải quyết bài toán kẹt xe cho cây cầu Phước Long cũ, giúp cho người dân có thể dễ dàng kết nối giữa hai bên bờ sông. Trên màn hình các bạn có thể thấy thì phía bên huyện Nhà Bè, công tác giải phóng mặt bằng đã hoàn thành. Hiện tại thì nhà thầu đang triển khai thi công phần móng cho đường dẫn lên cầu Phước Long. Tính tới nay thì việc giải phóng mặt bằng đã cơ bản hoàn thiện và nhà thầu đang đẩy nhanh tiến độ thi công cầu Phước Long. Sau thời gian tạm dừng thi công thì dự án này đã được khởi công vào cuối tháng 7. Tới nay thì trải qua 3 tháng triển khai thi công giải phóng mặt bằng. Hiện tại thì nhà thầu đang triển khai thi công phần móng cho đường dẫn lên hai bên đầu cầu. Các bạn có thể thấy trên màn hình có rất nhiều máy móc cũng như là công nhân đang triển khai thi công tại dự án cầu Phước Long mới. Cầu Phước Long mới thì được xây dựng sát bên cạnh với cầu hiện hữu thuộc lộ trình của tuyến đường Phạm Hữu Lầu kết nối quận 7 với huyện Nhà Bè. Cầu mới này thì sẽ có chiều dài khoảng 380m, bề rộng mặt cầu khoảng 10,5m. Tổng mức đầu tư cho dự án cầu Phước Long mới là 748 tỷ đồng từ nguồn vốn của ngân sách nhà nước. Cầu được triển khai xây dựng vào năm 2019 sau 4 năm ngừng thi công, thì tới nay dự án này đã được hồi sinh và đã thi công trở lại. Theo như ghi nhận thì các bạn có thể thấy trên màn hình hiện cây cầu Phước Long này trước đó thì đã hoàn thiện được 3 trụ cầu và 2 dầm cầu. Hiện thì phía bên phường Phú Mỹ đang được thi công các trụ cầu còn lại, còn phía bên phường Phước Kiển, huyện Nhà Bè thì đang được thi công phần móng cho đường dẫn lên cầu. Khi hoàn thành thì dự án cầu Phước Long mới sẽ được kỳ vọng góp phần giải quyết tình trạng ùn ứ giao thông tại khu vực, tăng cường kết nối giữa quận 7 và huyện Nhà Bè nhằm phát triển hai khu vực này và giúp cho người dân dễ dàng thuận tiện di chuyển qua hai bên bờ sông. Các bạn có thể xem qua một số hình ảnh từ vị trí của dự án cầu Phước Long. Có thể nhìn dọc theo trục đường Nguyễn Hữu Thọ thì có rất nhiều dự án căn hộ mọc lên dọc hai bên đường Nguyễn Hữu Thọ. Còn bên phía phường Phú Mỹ đó chính là khu Phú Mỹ Hưng. Xa xa các bạn có thể thấy đó chính là trung tâm quận 1 và khu đô thị mới Thủ Thiêm, cũng như là Landmark 81.
Video cập nhật về tình hình cũng như là tiến độ của dự án xây dựng cầu Phước Long mới của mình đến đây là hết. Cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thấy video này hay thì hãy like cũng như là đăng ký kênh để ủng hộ mình và bấm chuông để đón xem những video tiếp theo về đô thị tại thành phố Hồ Chí Minh. Xin chào và hẹn gặp lại.